Thế bao nhiêu một phần vậy em? 20.000 ạ. 20.000. Cho mấy bát nước chấm ăn thử nhá. Cái gì? Em cho ra mấy bát nước chấm thử nhá. Mấy bát nước chấm mà. Mấy chén? Hai bát cho em. Cảm ơn em. Bốn. Cảm ơn em. Người ngoài được biết từng người trong các cơ quan, đơn vị, trường học và các hộ dân đến ngày 18/2023, ủy ban nhân dân quận Hà Đông ngày 20/7/2023 về việc tổ chức công bố tình hình dịch bệnh các cơ quan năm mở rộng biên giới hành chính thủ đô ngày 18/2023. Đi một góc tư thôi. Không, một góc tư. Một cái nữa, tư đi. Một miếng chứ, đâu có góc tư vậy được. Rồi, mời hàng chị nè. Thử đi. Nó đâu có chấm xà lách. Đó có, nó đang làm. Bây giờ, xà lách. Nó có bún luôn. Nó có bún luôn, nhưng mà tại vì mình tại vì mình tại nó bụng mình mình đi visit Hồ Tây với lại chợ Đồng Xuân.